Chúa Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu vứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Chúa Giêsu: ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Người đáp: các ông chưa đọc trong sách thánh sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ và cộng đoàn, chủ đề giờ kinh sáng cũng như thánh lễ chúng ta cử hành lúc này bật lên ý nghĩa hãy nghiệm thấy tình thương của Chúa. Và bài đọc thứ nhất cho thấy đến thời giờ thích hợp Thiên Chúa ra tay hành động, và Ngài ra những đòn chí tử để ông vua Pharaoh cứng lòng cỡ nào, cỡ mấy thì cũng phải buông tha dân con của Ngài. Hãy nghiệm thấy tình thương của Chúa, và tình thương ấy có lúc ra đòn mãnh liệt, nhưng thường thì nghiệm thấy tình thương của Chúa được diễn tả qua những gì yếu đuối. Phải chăng Chúa Giêsu và các môn đệ là những người yếu đuối, và vì thế cho nên chúng ta thấy trong Phúc Âm rất nhiều lần những ông Pha-ri-sêu, những ông kinh sư vạch ra cho Chúa Giêsu cũng như các môn đệ thấy những cái lỗi của mình, nhất là vi phạm ngày Sa-bát. Và một Chúa Giêsu luôn bênh vực các môn đệ của mình. Và trong ông hôm nay Chúa Giêsu dẫn chứng những gì mà vua David cũng như các tư tế đã làm, cho dẫu luật ngày Sa-bát thế nhưng vẫn vượt qua được. Và vì thế Chúa Giêsu đưa ra một ý nghĩa sống mới: tôi muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Và nếu các ông hiểu được điều đó, các ông không lên án những người vô tội. Còn người làm chủ ngày Sa-bát. Rất có thể chúng ta sống nệ luật vô hình thức, nhưng tấm lòng mình lại xa Chúa. Cho nên Chúa Giêsu muốn uốn nắn lại. Và Chúa Giêsu qua lời Thánh Vịnh mời gọi chúng ta hãy nghiệm thấy tình thương của Chúa. Và trong
qua cho đến giờ này, một ý nghĩa luôn vang lên trong tôi, đó là chúng ta có để cho Chúa chạm vào tâm của chúng ta hay không? Hay là chúng ta có chạm được tình thương của Chúa hay không? Và tình thương ấy được diễn tả qua những gì yếu đuối. Yếu đuối đến độ mà người ta đã lên án Chúa Giêsu và nhất là đóng đinh Ngài trên thập giá. Lời cầu nguyện giờ kinh sáng vang lên cho chúng ta những như là những thua lỗ của những người môn đệ theo Chúa Giêsu, yêu hoài mà không được yêu. Xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa an ủi. Và giữa cuộc đời này, chúng con hiện diện trong sự mỏng manh yếu đuối, xin Chúa bao bọc, che chở, nâng đỡ chúng con. Quyền năng yêu thương của Chúa được diễn tả trong những gì yếu đuối nhất của Chúa Giêsu đi vào lộ trình thương khó, chịu nạn, chịu chết. Để rồi qua đó, Chúa Giêsu cho thấy thế nào là tình yêu của Thiên Chúa. Có một tình yêu Giêsu, tình yêu chịu chết vì người mình yêu, tình yêu đón nhận tất cả những gì thua thiệt để rồi cứu độ chúng ta. Xin tình yêu của Chúa chạm vào cõi lòng chúng con, để rồi những khi tôi hữu chúng con sống xứng danh với danh hiệu của mình, và cuộc đời của chúng con luôn lan tỏa năng lượng yêu thương của Chúa. Và những ai sống yêu thương luôn có Chúa quan phòng tin liệu những gì tốt đẹp nhất. Cha Chủ Tế nhắc cho chúng ta những gì mà dòng Chúa quan phòng nơi đây đã trải nghiệm. Có những lúc đi vào ngõ tối, cảm thấy như là bị áp bức. Thế nhưng tới ngày hôm nay lại là một nơi hành hương nương náu của biết bao nhiêu những đoàn, từng hàng lớp lớp đến đây để xin tình yêu của Chúa chạm vào cõi lòng chúng con. Xin cho cuộc đời khi tôi hữu chúng con luôn tỏa năng lượng của tình yêu, năng lượng của nền văn minh, của tình thương. Ước gì lòng thương xót của Chúa luôn tràn hòa cuộc đời chúng con trong thế giới chúng con đang sống, để tất cả chúng con được hưởng hồng ân.